chấn động. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 tuyệt đối chú ý ba điều này, kẻo tiền bạc đội nón ra đi, dỡ nợ trắng tay. Đúng 4 tháng cuối năm 2024. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, khi xem tử vi cho con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, đây là con giáp có số mệnh khổ trước sướng sau. Khổ trước thì đã thấy đã trải và đã ngấm hơn 60 năm cuộc đời. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy rằng Mậu Tuất cả đời tích phúc, về già sẽ được nhận quả ngọt, về già sẽ có tài lộc ùn ùn kéo về nhà, đổi giận, đổi đời, giàu nhanh chóng mặt. Xem tử vi 4 tháng cuối năm 2024, đây là giai đoạn vô cùng quan trọng, đánh dấu những thay đổi đáng kể cả về mặt tài lộc, sức khỏe và sự nghiệp, mở ra nhiều cơ hội để bản mệnh đón nhận vận may trời cho. Trong suốt năm 2024, có thể quý vị đã gặp không ít khó khăn và thử thách, đặc biệt là trong các lĩnh vực tài chính và mối quan hệ gia đình. Tuy nhiên, từ tháng 9 âm lịch trở đi, vận trình của cô bác tuổi Mậu Tuất sẽ dần khởi sắc. Những tháng cuối năm sẽ là thời điểm mà tuổi Mậu Tuất có thể bứt phá, hóa giải những trở ngại và đạt được nhiều thành tựu đáng mong đợi. Đây chính là thời gian để quý vị tận dụng cơ hội phát triển và thu về những thành quả bất ngờ. Vậy, tuổi Mậu Tuất sẽ đón nhận những biến chuyển như thế nào trong 4 tháng cuối cùng của năm 2024? Liệu quý vị có gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, sức khỏe và tài lộc sẽ ra sao? Những thử thách nào đang chờ đợi và làm thế nào để bản mệnh vượt qua một cách an toàn, hiệu quả? Tất cả những điều này sẽ được giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi video ngay sau đây quý vị nhé. Chấn động. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 tuyệt đối chú ý ba điều này, kẻo tiền bạc đội nón ra đi, dỡ nợ trắng tay. 4 tháng cuối năm 2024. Tổng quan về vận mệnh tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong 4 tháng cuối năm 2024. Trong năm 2024, vận trình của người tuổi Mậu Tuất đã trải qua nhiều biến động không nhỏ. Tuy nhiên, 4 tháng cuối năm lại mang theo những tín hiệu tích cực, đánh dấu sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ cho bản mệnh. Giai đoạn này vận khí của quý vị được cải thiện đáng kể, mở ra nhiều cơ hội để thay đổi và thăng tiến trong sự nghiệp, tài chính cũng như cuộc sống cá nhân. Đây chính là khoảng thời gian để quý vị có thể nhìn nhận lại những gì đã qua, đồng thời tận dụng tốt những nguồn năng lượng mới mẻ để hoàn thành mục tiêu cuối năm. Tháng 9 âm lịch cơ hội khởi sắc, vận khí tăng cao. Tháng 9 âm lịch là thời điểm mà những cơ hội đã từng bị bỏ lỡ trong quá khứ có thể quay trở lại với người tuổi Mậu Tuất. Bản mệnh bắt đầu cảm nhận được sự tăng trưởng trong các phương diện của cuộc sống, đặc biệt là công việc. Những dự án dang dở có cơ hội hoàn thành và những mục tiêu tài chính cũng bắt đầu tiến triển thuận lợi. Công việc. Đây là tháng bản mệnh có thể kết nối lại với những đồng nghiệp, đối tác cũ để hồi phục các mối quan hệ đã từng đứt quãng. Cơ hội hợp tác mới cũng sẽ đến, giúp Mậu Tuất mở rộng mạng lưới và tăng cường khả năng thăng tiến trong sự nghiệp. Tài lộc mặc dù chưa bùng nổ ngay lập tức, nhưng tháng 9 là thời gian tốt để chuẩn bị nền tảng cho sự phát triển tài chính sau này. Bản mệnh cần chú trọng vào việc lập kế hoạch chi tiết, tránh bị động trước những biến đổi bất ngờ. Gia đạo. Gia đình sẽ là nguồn hỗ trợ vững chắc cho quý vị trong tháng này. Bản mệnh nên duy trì sự hòa hợp, lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn để tạo ra một môi trường gia đình êm ấm. Tháng 10 âm lịch tài lộc khởi sắc, cẩn trọng trong chi tiêu. Tháng 10 âm lịch đánh dấu bước tiến rõ rệt trong mặt tài chính của người tuổi Mậu Tuất. Vận khí tài lộc của quý vị có sự khởi sắc mạnh mẽ. Những khoản thu nhập ngoài dự kiến có thể xuất hiện, giúp cải thiện tình hình tài chính. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng thu nhập, bản mệnh cũng cần cẩn trọng trong việc quản lý chi tiêu để tránh lãng phí. Công việc. Đây là tháng quý vị sẽ nhận được nhiều dự án và công việc mới. Tuy nhiên, bản mệnh cần lưu ý không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc, dẫn đến quá tải và không hiệu quả. Hãy biết cách lựa chọn những cơ hội thực sự tốt và tập trung vào chúng. Tài lộc. Dù tài lộc khởi sắc, Mậu Tuất cần duy trì một chế độ chi tiêu hợp lý, tránh đầu tư vào những dự án rủi ro cao hoặc chi tiêu không kiểm soát để tránh hao hụt tiền bạc vào cuối tháng. Sức khỏe. Tháng này, bản mệnh nên chú ý đến sức khỏe tinh thần và thể chất. Áp lực công việc và sự hối hả trong cuộc sống có thể khiến quý vị dễ rơi vào tình trạng căng thẳng. Tháng 11 âm lịch, thời điểm thích hợp để mở rộng và cải thiện.
tháng 11 là thời điểm lý tưởng để bản mệnh mở rộng các dự định kinh doanh, đầu tư hoặc cải thiện các mối quan hệ cá nhân. Vận trình tháng này mang đến nhiều thuận lợi cho Mậu Tuất, đặc biệt là trong việc phát triển sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, để tận dụng tốt những cơ hội này, quý vị cần hành động quyết đoán và khôn ngoan. Công việc. Đây là tháng cực kỳ thuận lợi để Mậu Tuất đẩy mạnh những kế hoạch mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư vào các dự án mới. Tuy nhiên, quý vị cần đảm bảo rằng đã có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi quyết định lớn. Tài lộc. Tháng này cũng mang đến nhiều may mắn về tài chính. Những khoản đầu tư trước đó bắt đầu sinh lời và bản mệnh có thể cân nhắc mở rộng danh mục đầu tư hoặc gia tăng thu nhập từ các nguồn phụ. Gia đạo. Các mối quan hệ trong gia đình sẽ có nhiều cải thiện tích cực. Quý vị nên dành thêm thời gian cho gia đình để tăng cường sự gắn kết, đồng thời tạo ra một không gian hòa thuận, hạnh phúc. Tháng 12 âm lịch, tháng đỉnh cao, niềm vui và thử thách đan xen. Tháng 12 âm lịch là thời điểm đỉnh cao trong năm, khi vận khí của người tuổi Mậu Tuất đạt tới mức tối đa. Đây là tháng mà bản mệnh có thể hoàn thành nhiều mục tiêu lớn trong sự nghiệp, đồng thời tận hưởng niềm vui trong cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh đó, quý vị cũng cần đặc biệt cẩn trọng trong việc bảo vệ tài sản và sức khỏe của mình. Công việc. Bản mệnh sẽ đạt được những thành tựu đáng kể trong công việc. Những nỗ lực từ đầu năm đến giờ sẽ gặt hái được kết quả, mang lại niềm vui và sự hài lòng. Đây cũng là thời điểm quý vị có thể cân nhắc việc nghỉ ngơi sau một năm làm việc chăm chỉ. Tài lộc. Vận may tài chính tháng này rất tốt. Bản mệnh có thể nhận được những khoản thưởng hoặc khoản thu nhập phụ đáng kể. Tuy nhiên, cần tránh việc đầu tư lớn hoặc chi tiêu không kiểm soát trong tháng này để bảo toàn tài sản cho năm mới. Sức khỏe. Tháng 12 cũng đòi hỏi sự chú ý đến sức khỏe của bản mệnh. Quý vị nên đề phòng các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc căng thẳng thần kinh do công việc quá tải. 1. Cụ thể về phương diện sự nghiệp tuổi Mậu Tuất trong 4 tháng cuối năm 2024. Trong 4 tháng cuối năm 2024, sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất có nhiều cơ hội thăng tiến, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, đầu tư hoặc các công việc kinh doanh. Đây là thời điểm mà quý vị có thể tận dụng các mối quan hệ từ quá khứ để phát triển sự nghiệp và đạt được những thành tựu mới. Tháng 9, vận khí sự nghiệp bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Đây là thời điểm lý tưởng để bản mệnh hồi phục những dự án cũ hoặc bắt đầu những công việc đã từng bị trì hoãn. Các cơ hội mới sẽ mở ra và quý vị có thể nhận được sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm, đồng nghiệp hoặc đối tác kinh doanh. Tháng 10, sự nghiệp của quý vị tiếp tục thăng tiến, nhưng đồng thời sự cạnh tranh cũng gay gắt hơn. Bản mệnh cần thể hiện sự kiên nhẫn và sáng tạo trong công việc để vượt qua đối thủ. Đây cũng là lúc cần cẩn trọng trong các quyết định lớn, tránh sự vội vàng gây ra sai lầm không đáng có. Tháng 11, đây là thời điểm thích hợp để mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư vào các lĩnh vực mới hoặc thăng tiến trong sự nghiệp hiện tại. Những nỗ lực của quý vị trong các tháng trước sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại những bước tiến mới đáng kể. Tháng 12, cuối năm là thời gian mà Mậu Tuất sẽ gặt hái được thành quả từ những nỗ lực trong suốt cả năm. Tuy nhiên, đừng quên duy trì sự tỉnh táo và kiểm soát trong các quyết định công việc, vì đôi khi sự thành công quá lớn có thể khiến quý vị mất cảnh giác và dễ mắc sai lầm. Lời khuyên, để sự nghiệp thăng tiến bền vững, quý vị nên tập trung vào chiến lược dài hạn, đừng vội vàng theo đuổi những thành quả ngắn hạn mà quên mất mục tiêu lớn hơn. Hãy kiên nhẫn và khéo léo trong việc xử lý mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc đối tác để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. 2. Phương diện tài lộc tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Về mặt tài lộc, 4 tháng cuối năm là thời điểm đầy tiềm năng cho tuổi Mậu Tuất. Tài lộc của bản mệnh sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong các tháng 10 và 12. Tuy nhiên, để giữ vững được tài lộc, quý vị cần phải có sự cẩn trọng trong việc quản lý tài chính, tránh đầu tư mạo hiểm. Tháng 9, tài lộc của bản mệnh bắt đầu có dấu hiệu cải thiện. Đây là thời gian thích hợp để quý vị đánh giá lại các dự án hoặc khoản đầu tư hiện tại. Nếu đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh, đây là lúc để bắt đầu chuẩn bị. Tháng 10, vận khí tài chính tháng này khởi sắc mạnh mẽ. Các nguồn thu nhập phụ sẽ xuất hiện, mang lại nhiều sự ổn định hơn cho quý vị. Tuy nhiên, cần chú ý cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn hoặc dự án đầu tư. Không nên quá mạo hiểm mà hãy chọn các dự án đã có nền tảng vững chắc. Tháng 11, đây là thời gian mà các khoản đầu tư trước đây của quý vị bắt đầu sinh lời. Dù vậy, bản mệnh nên tiếp tục duy trì kế hoạch tài chính đã lập ra từ trước. Không nên phung phí tài sản vào những khoản chi tiêu không cần thiết,
tháng 12. Tháng cuối năm sẽ là thời điểm tài lộc của quý vị đạt đỉnh cao. Tuy nhiên, đừng vì thế mà quá hưng phấn và đưa ra các quyết định thiếu suy xét. Quản lý tài chính cẩn thận sẽ giúp quý vị bảo toàn được những thành quả đạt được và chuẩn bị tốt cho năm mới. Lời khuyên: quý vị nên lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tích lũy dần dần và tránh chi tiêu hoang phí. Đặc biệt, đừng vội vàng trong việc đầu tư vào các dự án có rủi ro cao. Thay vào đó, hãy chọn những dự án có nền tảng ổn định và tiềm năng phát triển lâu dài. 3. Xem tử vi sức khỏe cho tuổi Mậu Tuất 4 tháng cuối năm 2024. Trong 4 tháng cuối năm, sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất có một số dấu hiệu đáng lưu ý, đặc biệt trong các tháng 9 và 10. Áp lực công việc và cuộc sống có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bản mệnh. Tuy nhiên, với sự chăm sóc và cân bằng tốt, sức khỏe sẽ dần ổn định vào cuối năm. Tháng 9 và 10. Thời gian này, bản mệnh có thể gặp phải một số vấn đề về sức khỏe như mệt mỏi, căng thẳng hoặc các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa. Nguyên nhân chính có thể đến từ áp lực công việc và thiếu thời gian nghỉ ngơi. Quý vị cần chú ý điều chỉnh lối sống, giảm bớt căng thẳng và tập trung vào việc chăm sóc bản thân. Tháng 11, sức khỏe của bản mệnh bắt đầu có dấu hiệu cải thiện. Đây là thời điểm tốt để quý vị tập trung vào việc rèn luyện thể dục, cải thiện sức khỏe cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Hãy duy trì lối sống lành mạnh và ăn uống điều độ. Tháng 12, đến cuối năm, sức khỏe của quý vị sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên, không nên chủ quan, quý vị vẫn cần dành thời gian thư giãn, tham gia các hoạt động nhẹ nhàng như yoga, thiền định để giữ cho tâm trí thoải mái và cơ thể khỏe mạnh. Lời khuyên: để bảo vệ sức khỏe, quý vị nên chú trọng chăm sóc tốt cả về tinh thần lẫn thể chất, dành thời gian cho các hoạt động thể dục nhẹ nhàng. Thư giãn tinh thần sẽ giúp duy trì thể lực ổn định và phòng ngừa các bệnh tật không mong muốn. 4. Về phương diện tình duyên và gia đạo. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc cho tuổi Mậu Tuất trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Trong 4 tháng cuối năm, tình cảm gia đình của bản mệnh sẽ có nhiều sự thăng hoa, đặc biệt là vào các tháng 11 và 12. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn nhỏ do áp lực cuộc sống. Tháng 9 và 10. Đây là thời điểm mà quý vị có thể gặp phải một số căng thẳng trong gia đình do áp lực từ công việc và cuộc sống bên ngoài. Các mối quan hệ có thể gặp trục trặc nhỏ, nhưng nếu quý vị biết cách lắng nghe và chia sẻ, mọi thứ sẽ sớm được hóa giải. Tháng 11 và 12. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để gia đình đoàn tụ, gắn kết. Những buổi gặp gỡ, sum họp gia đình sẽ mang lại niềm vui và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe và chăm sóc người thân, tạo không khí ấm cúng cho gia đình. Lời khuyên: hãy luôn lắng nghe và chia sẻ với những người thân yêu. Đặc biệt, tháng 11 và 12 là thời điểm lý tưởng để tổ chức các buổi đoàn tụ hoặc du lịch cùng gia đình, giúp thắt chặt tình cảm và tăng cường sự gắn kết. Cách hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc cho cô bác tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Trong 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Mậu Tuất có thể đối mặt với một số thách thức nhất định, đặc biệt là trong tháng 10, khi vận hạn có dấu hiệu tăng cao. Tuy nhiên, nếu biết cách hóa giải và sử dụng những phương pháp phong thủy đúng cách, quý vị có thể giảm bớt những điều không may mắn, đồng thời kích hoạt tài lộc để thu hút cơ hội và thành công. 1. Sử dụng các vật phẩm phong thủy để tăng cường vận may tài lộc. Trong phong thủy, việc sử dụng các vật phẩm may mắn có thể giúp tăng cường năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và bảo vệ quý vị khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Đối với tuổi Mậu Tuất, một số vật phẩm phong thủy đặc biệt phù hợp cho giai đoạn cuối năm 2024 là thạch anh vàng, yếm. Thạch anh vàng được biết đến là viên đá mang lại năng lượng tài lộc mạnh mẽ. Viên đá này giúp kích thích luồng khí tích cực trong tài chính, giúp quý vị thu hút được cơ hội tài lộc, đặc biệt là trong các dự án kinh doanh. Đặt một viên thạch anh vàng tại bàn làm việc hoặc trong két sắt sẽ giúp quý vị không chỉ bảo vệ tài sản mà còn tăng cường cơ hội thu về lợi nhuận lớn hơn trong những tháng cuối năm. Tỳ hưu. Tỳ hưu là một trong những linh vật phong thủy được ưa chuộng nhất với khả năng thu hút tài lộc và bảo vệ sự giàu có. Theo quan niệm phong thủy, tỳ hưu có thể hút tiền bạc nhưng không để nó thoát ra ngoài. Do đó, đây là vật phẩm lý tưởng để sử dụng khi muốn ổn định và phát triển tài chính. Đặt một tỳ hưu tại nơi làm việc trong phòng khách
có thể giúp quý vị tránh khỏi những rủi ro tài chính và thu hút thêm nhiều may mắn về tài lộc. Cây kim tiền. Để tăng thêm vận khí tài lộc, quý vị có thể đặt một cây kim tiền trong nhà, đặc biệt là ở góc tài lộc phía đông nam của phòng khách. Cây kim tiền được xem như biểu tượng của sự giàu có và phát triển tài chính, giúp kích hoạt dòng năng lượng dồi dào trong gia đình. 2. Nghi thức hóa giải vận hạn trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là thời điểm bản mệnh có thể gặp phải một số khó khăn hoặc thử thách, đặc biệt là về mặt tài chính và công việc. Để hóa giải những vận hạn này, quý vị có thể thực hiện các nghi thức phong thủy đơn giản nhưng hiệu quả dưới đây. Y thắp hương và lễ cầu bình an. Một trong những cách đơn giản và phổ biến nhất để hóa giải vận hạn là thắp hương và cầu nguyện vào mỗi đầu tháng và giữa tháng. Quý vị có thể thắp 7 cây hương nhài trước ban thờ gia tiên hoặc trước cửa nhà, hãy cầu mong cho mọi việc được hanh thông, gia đạo bình an, công việc thuận lợi và tài lộc được bảo vệ. Điều này không chỉ giúp quý vị cảm thấy yên tâm hơn mà còn giúp thanh lọc năng lượng tiêu cực trong nhà. Xông nhà với thảo dược vào tháng 10. Quý vị có thể thực hiện nghi thức xông nhà bằng các loại thảo dược như ngải cứu, bồ kết, trầm hương để đẩy lùi năng lượng xấu và kích hoạt vận khí tốt. Xông nhà không chỉ giúp làm sạch không gian sống mà còn giúp tăng cường sự thông thoáng, thúc đẩy dòng chảy của năng lượng tích cực. Việc xông nhà nên thực hiện vào những ngày đẹp, hợp với tuổi Mậu Tuất để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đeo trang sức phong thủy. Trong tháng có nhiều biến động, quý vị có thể đeo các loại trang sức phong thủy như vòng tay đá thạch anh vàng hoặc dây chuyền tỳ hưu để mang lại sự bảo vệ và thu hút tài lộc. Trang sức phong thủy không chỉ là vật phẩm trang trí mà còn mang lại năng lượng tích cực, giúp bản mệnh cảm thấy tự tin và an toàn hơn trước những khó khăn trong cuộc sống. 3. Làm việc thiện để gia tăng phước đức, hóa giải vận hạn. Một trong những cách mạnh mẽ nhất để hóa giải vận hạn chính là tích lũy công đức thông qua các hành động thiện nguyện. Trong phong thủy, việc làm phước được xem là phương pháp tối ưu để cân bằng lại nghiệp lực, từ đó xóa bỏ những điều không may mắn và thu hút phước lành. Quyên góp từ thiện. Tham gia vào các hoạt động từ thiện như quyên góp tiền, quần áo hoặc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn là cách tốt nhất để tích lũy phước đức. Đặc biệt trong tháng 10, khi bản mệnh có thể gặp nhiều thử thách, việc làm từ thiện không chỉ giúp quý vị cải thiện vận khí mà còn tạo dựng sự an tâm trong lòng. Giúp đỡ người thân và bạn bè. Đôi khi việc làm phước không cần phải là những hành động lớn lao, chỉ cần quý vị sẵn lòng giúp đỡ những người thân, bạn bè xung quanh khi họ gặp khó khăn, đó cũng là cách để tích lũy công đức và hóa giải các vận hạn cho chính bản thân mình. Tham gia các hoạt động cộng đồng. Bản mệnh có thể tham gia vào các hoạt động cộng đồng như dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng, tham gia vào các nhóm tình nguyện hoặc hỗ trợ tổ chức các chương trình văn hóa, lễ hội. Những hành động này giúp quý vị tạo dựng sự kết nối với xã hội, đồng thời gia tăng năng lượng tích cực cho cuộc sống. 4. Lời khuyên về việc bảo vệ tài sản và sức khỏe. Để kích hoạt tài lộc và giữ vững vận may trong 4 tháng cuối năm, bên cạnh việc sử dụng phong thủy, quý vị cũng cần chú ý đến việc bảo vệ tài sản và sức khỏe của bản thân. Đây là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và sự thịnh vượng. Quản lý tài sản. Hãy đảm bảo rằng quý vị có kế hoạch tài chính rõ ràng, không để bản thân rơi vào tình trạng chi tiêu thiếu kiểm soát, đặc biệt trong tháng 12, khi vận tài lộc cao nhất. Quý vị nên cân nhắc việc giữ lại một phần tài sản để đầu tư cho năm mới, tránh chi tiêu hoang phí trong các hoạt động vui chơi, mua sắm không cần thiết. Chăm sóc sức khỏe. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp quý vị giữ được sự tỉnh táo và tinh thần thoải mái, từ đó đạt được sự thịnh vượng trong tài chính. Hãy chú ý đến việc ăn uống điều độ, tập thể dục và tránh căng thẳng để giữ cho bản thân luôn tràn đầy năng lượng. Những điều cần tránh trong 4 tháng cuối năm 2024. Cô bác tuổi Mậu Tuất cần chú ý, trong 4 tháng cuối năm 2024, người tuổi Mậu Tuất sẽ có nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, cùng với những điều may mắn cũng sẽ xuất hiện một số rủi ro và thách thức mà quý vị cần phải lưu ý để tránh gặp phải những sai lầm không đáng có. Dưới đây là những điều cần tránh để bản mệnh có thể bảo vệ vận may và duy trì sự thịnh vượng trong giai đoạn này. 1. Sai lầm trong đầu tư cẩn trọng với các dự án không có cơ sở rõ ràng. Trong những tháng cuối năm, tài lộc của người tuổi Mậu Tuất có dấu hiệu khởi sắc, mang đến nhiều cơ hội đầu tư và phát triển tài chính.
Tuy nhiên, việc đặt niềm tin quá nhiều vào các dự án chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng có thể dẫn đến những tổn thất lớn. Đây là một trong những sai lầm phổ biến mà nhiều người dễ mắc phải khi thấy vận tài lộc thăng hoa. Lưu ý tháng 10 và tháng 12, mặc dù đây là thời gian tài lộc của bản mệnh tăng cao, nhưng đừng quá hưng phấn mà bỏ qua sự cẩn trọng. Hãy tránh xa các dự án chưa có nền tảng vững chắc hoặc các khoản đầu tư có rủi ro cao mà quý vị chưa hiểu rõ. Việc thiếu nghiên cứu và thông tin sẽ dễ dẫn đến những quyết định đầu tư sai lầm. Lời khuyên: trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bản mệnh nên tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính hoặc người có kinh nghiệm. Tập trung vào những dự án có tính ổn định và cơ sở rõ ràng, thay vì những lời hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng. Đừng để tham vọng kiếm lời nhanh chóng khiến quý vị mạo hiểm tài sản của mình. 2. Xung đột gia đình. Tránh để vấn đề bên ngoài ảnh hưởng đến hòa khí gia đình. Gia đình là điểm tựa vững chắc cho người tuổi Mậu Tuất trong giai đoạn cuối năm, tuy nhiên không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn nhỏ do áp lực cuộc sống và công việc. Đặc biệt trong tháng 11, khi công việc và cuộc sống bên ngoài có thể trở nên căng thẳng, quý vị dễ mang những lo âu đó về gia đình, dẫn đến xung đột không mong muốn. Tháng 11, đây là thời gian mà sự nghiệp của bản mệnh có thể đang ở đỉnh cao, nhưng cũng dễ đi kèm với những áp lực lớn. Sự mệt mỏi từ công việc và những lo toan về tài chính có thể làm quý vị mất kiểm soát cảm xúc, dẫn đến những lời nói hoặc hành động gây tổn thương người thân. Lời khuyên: để tránh xung đột gia đình, bản mệnh cần biết cách tách biệt giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Hãy dành thời gian lắng nghe, chia sẻ với gia đình để giải tỏa những áp lực bên ngoài. Một bầu không khí gia đình êm ấm sẽ giúp quý vị có thêm sức mạnh tinh thần để vượt qua mọi thử thách bên ngoài. 3. Lối sống thiếu khoa học. Tránh thức khuya và căng thẳng kéo dài. Một điều quan trọng mà người tuổi Mậu Tuất cần lưu ý trong 4 tháng cuối năm là duy trì lối sống lành mạnh và khoa học. Áp lực công việc, tài chính và những lo toan cá nhân có thể khiến quý vị rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, thậm chí thức khuya làm việc gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tháng 9 và tháng 10, đây là thời điểm mà sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất do khối lượng công việc gia tăng. Việc thức khuya không dành đủ thời gian nghỉ ngơi và không chăm sóc bản thân có thể dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể hoặc bệnh tật. Lời khuyên: để bảo vệ sức khỏe, quý vị nên xây dựng lối sống lành mạnh, duy trì chế độ ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc và tập thể dục thường xuyên, tránh việc làm việc quá sức. Thức khuya hoặc căng thẳng kéo dài, vì điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm giảm khả năng tập trung và hiệu suất công việc. Để tận dụng tốt vận may trong 4 tháng cuối năm, quý vị cần tránh những sai lầm trong đầu tư, cẩn trọng trong việc giữ gìn hòa khí gia đình và duy trì lối sống khoa học, lành mạnh. Bằng cách chú ý đến những điều này, bản mệnh sẽ có thể vượt qua mọi thử thách và tận dụng tối đa các cơ hội tài lộc trong giai đoạn cuối năm 2024. Thưa quý vị, cuộc sống giống như những dòng sông, luôn có lúc êm đềm và khi lại cuồn cuộn sóng lớn, đòi hỏi con người ta phải biết thích ứng và kiên cường vượt qua mọi thăng trầm. Người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 với những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, hiểu rất rõ rằng thành công không đến ngay lập tức, mà là kết quả của sự kiên nhẫn và không ngừng cố gắng. 1. Cuộc sống luôn có lúc thăng trầm nhưng không từ bỏ hy vọng. Trong 4 tháng cuối năm 2024, bản mệnh sẽ đối mặt với những biến động cả tích cực lẫn tiêu cực. Những cơ hội phát triển sự nghiệp và tài chính sẽ đến, nhưng cùng với đó cũng có thể xuất hiện những thách thức và khó khăn không lường trước. Điều này hoàn toàn là một phần của cuộc sống, nơi không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo đúng kế hoạch. Thăng trầm là không thể tránh khỏi, sẽ có lúc công việc thuận lợi, tài lộc phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng có những thời điểm bản mệnh cảm thấy áp lực đè nặng từ công việc hoặc gia đình. Quan trọng là bản mệnh không nên để những khó khăn nhất thời làm nản lòng. Hãy nhớ rằng, mọi thử thách đều là cơ hội để quý vị trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, không từ bỏ hy vọng. Điều quý giá nhất trong cuộc sống chính là hy vọng. Hy vọng giúp chúng ta đứng vững trước sóng gió, giúp chúng ta nhìn về tương lai với niềm tin rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn. Tuổi Mậu Tuất cần giữ vững lòng tin vào bản thân và tiếp tục nỗ lực mỗi ngày, dù cho có khó khăn đến đâu. Hãy nhớ rằng ánh sáng hy vọng luôn xuất hiện ở cuối con đường. 2. Lạc quan và kiên nhẫn là chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn. Sự lạc quan và kiên nhẫn không chỉ giúp bản mệnh vượt qua những giai đoạn khó khăn, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ giúp quý vị đạt được thành công trong cuộc sống. Tinh thần lạc quan. Một người lạc quan sẽ luôn tìm thấy ánh sáng ngay cả trong hoàn cảnh tăm tối nhất.
Thái độ tích cực không chỉ giúp bản mệnh giữ vững tinh thần, mà còn lan tỏa năng lượng tốt đẹp đến những người xung quanh. Quý vị cần học cách nhìn nhận mọi khó khăn như là những thử thách giúp mình trưởng thành hơn, từ đó biến thách thức thành cơ hội. Kiên nhẫn trong công việc và cuộc sống. Kiên nhẫn là phẩm chất cần có trong hành trình dài hơi của mỗi con người. Thành công không đến trong một sớm một chiều, và những nỗ lực của bản mệnh cần thời gian để nảy mầm và đơm hoa kết trái. Trong 4 tháng cuối năm, có thể bản mệnh sẽ phải đối mặt với những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng nếu tiếp tục kiên nhẫn, quý vị sẽ nhìn thấy kết quả tích cực vào cuối năm. 3. Cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa mục tiêu cá nhân và cộng đồng. Trong những bài học quý giá mà tuổi Mậu Tuất có thể đúc kết từ cuộc sống chính là sự cân bằng. Đôi khi, trong hành trình tìm kiếm thành công cá nhân, chúng ta dễ quên đi những giá trị quan trọng khác trong cuộc sống, đặc biệt là gia đình và cộng đồng. Cân bằng giữa công việc và gia đình. Đối với người tuổi Mậu Tuất, gia đình luôn là nền tảng vững chắc. Tuy nhiên, khi công việc trở nên căng thẳng, quý vị có thể dễ dàng bị cuốn vào công việc và bỏ quên gia đình. Bản mệnh cần nhớ rằng, không có gì quan trọng hơn gia đình, nơi luôn sẵn sàng ủng hộ, yêu thương và là nơi giúp quý vị tìm lại sự bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng. Cân bằng giữa mục tiêu cá nhân và trách nhiệm cộng đồng. Bản mệnh không chỉ có trách nhiệm với chính mình, mà còn cần đóng góp cho cộng đồng, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khác hay đơn giản là lan tỏa sự tích cực đến mọi người xung quanh, sẽ giúp quý vị tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống. Đồng thời, điều này cũng giúp bản mệnh tích lũy thêm công đức và phước lành, từ đó, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. 4. Bài học về sự biết ơn và chia sẻ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng một trong những bài học quan trọng nhất mà tuổi Mậu Tuất có thể học được chính là lòng biết ơn và sự chia sẻ. Biết ơn những điều nhỏ bé, bản mệnh nên dành thời gian để cảm nhận và biết ơn những gì mình đang có. Có thể đó là những điều rất nhỏ như một bữa cơm gia đình, một lời khuyên từ người bạn thân, hay thậm chí là cơ hội để trải qua những thử thách. Mỗi điều trong cuộc sống, dù lớn hay nhỏ, đều mang đến những bài học quý giá. Khi chúng ta biết ơn, chúng ta sẽ cảm nhận được sự đầy đủ và hạnh phúc ngay trong hiện tại. Chia sẻ với những người xung quanh, hạnh phúc không chỉ đến từ những gì quý vị đạt được, mà còn từ những điều quý vị chia sẻ với người khác. Hãy mở lòng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cả những bài học mà bản mệnh đã tích lũy được trong cuộc sống với người thân, bạn bè và cả cộng đồng. Sự sẻ chia không chỉ giúp quý vị gắn kết hơn với mọi người, mà còn giúp lan tỏa tình yêu thương, tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn. 5. Kết nối với chính mình, tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Một trong những bài học sâu sắc nhất mà bản mệnh có thể học được chính là kết nối với chính mình. Trong cuộc sống bận rộn và đầy áp lực, đôi khi chúng ta quên mất việc chăm sóc cho bản thân, quên mất việc tìm kiếm sự bình yên từ bên trong, thiền định và chăm sóc tâm hồn. Thiền định là một phương pháp tuyệt vời để quý vị kết nối với chính mình, lắng nghe bản thân và tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Dành thời gian hàng ngày để thiền hoặc đơn giản là ngồi yên lặng trong một khoảng thời gian sẽ giúp quý vị giải tỏa căng thẳng, giữ vững tinh thần và sống một cuộc sống cân bằng, hạnh phúc hơn. Tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị. Cuộc sống không chỉ là những mục tiêu lớn lao, đôi khi những niềm vui nhỏ bé như một cuốn sách hay một buổi sáng yên bình bên tách trà cũng đủ để quý vị cảm thấy hạnh phúc. Hãy tìm niềm vui trong những điều giản dị, đó chính là cách để quý vị luôn giữ được sự bình yên trong tâm hồn, dù cuộc sống có bao nhiêu thăng trầm. Kính thưa quý vị, trong 4 tháng cuối năm 2024, vận trình của người tuổi Mậu Tuất sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, mở ra những cơ hội lớn trong sự nghiệp, tài chính và gia đạo. Tuy nhiên, như đã phân tích, bên cạnh cơ hội cũng sẽ xuất hiện những thách thức cần phải cẩn trọng đối phó. Quý vị nên tận dụng tối đa thời điểm tốt để phát triển sự nghiệp, nhưng đồng thời cũng cần tỉnh táo trong việc đầu tư và giữ gìn hòa khí gia đình. Đây chính là giai đoạn mà người tuổi Mậu Tuất cần hành động một cách khôn ngoan, tập trung vào mục tiêu dài hạn và không để bản thân bị cuốn vào những cạm bẫy nhất thời. Những vật phẩm phong thủy như thạch anh vàng, tỳ hưu, cùng các nghi lễ hóa giải vận hạn sẽ hỗ trợ quý vị trong việc thu hút tài lộc và tránh xa những điều không may. Bên cạnh đó, duy trì lối sống khoa học tinh thần lạc quan và gắn kết với gia đình sẽ giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn. Cuối cùng, chúng tôi mong rằng quý vị đã nhận được những thông tin hữu ích qua video này.
hãy nhớ đừng quên tận dụng những lời khuyên từ Tử Vi cũng như áp dụng chúng vào cuộc sống để đạt được thành công và hạnh phúc trong 4 tháng tới. Nếu thấy video hữu ích, quý vị hãy chia sẻ video đến bạn bè, người thân. Đừng quên bình luận ý kiến và đăng ký kênh để nhận thêm những thông tin tử vi bổ ích khác trong thời gian tới. Chúc quý vị luôn may mắn và thành công.